Ban biên tập viên xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Thiên Việt. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới sau đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Trung Quốc tiếp tục đón nhận những kết cục đầy đau thương khi hôm nay, một trận lũ quét kinh hoàng từ thượng nguồn đập Tam Hiệp và con sông Tương Tử tiếp tục đổ dồn về vùng hạ lưu miền Nam Trung Quốc, khiến cho những thành phố như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Nam, Vũ Bắc, Tứ Xuyên và Sơn Đông tiếp tục nhấn chìm trong biển nước. Hiện mực nước ở những nơi này trong những ngày vừa qua đang vượt mức báo động đỏ 2 mét, thì hôm nay lũ lụt, lũ quét và vòi rồng ập về làm cho mực nước tại những nơi trên tăng đột biến. Theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tại mực nước tại các điểm trên đang ở mức cảnh báo nguy hiểm mức độ cao nhất. Nhiều khả năng một số tuyến đê bao quanh con sông Trường Giang, Hoàng Hà và sông Mekong sẽ tiếp tục bị vỡ, và nếu như điều này xảy ra thì những vùng trũng của Trung Quốc như Hồ Bắc, Vũ Hán và Hồ Nam sẽ tiếp tục bị nhấn chìm tới 6 mét, thậm chí có những nơi ngập lụt tới 13 mét. Những ngôi nhà cao tới 10 tầng, bây giờ các tầng phía dưới đều đã bị ngập lụt hết rồi. Đồ đạc trong nhà như tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường chiếu đều đã bị cuốn trôi. Thậm chí chiếc ô tô có giá trị lớn nhất của một số hộ gia đình giàu có ở những nơi trên cũng đều bị nổi lềnh phềnh và bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, bước sang ngày thứ 45 ở 29 trên 31 tỉnh thành phố lớn bé của Trung Quốc vẫn chìm trong tang tóc và nước lũ, bầu trời liên tục u ám và đêm tối vẫn bao phủ 93% toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Hiện giới chức của nước này đang rất bối rối. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập, được cho là vẫn đang mải mê đi xâm chiếm biển Đông khi quyết định cho hải quân của Bắc Kinh phóng tên lửa và bắn đạn thật ở quanh quần đảo Phú Lâm, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những hành động nguy hiểm trên của phía Trung Quốc đã làm mất an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải ở Biển Đông, đồng thời gây ra mối quan ngại sâu sắc với các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ và Nga. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập đã quá tham lam khi trong nước đang gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh hoành hành tàn phá, lũ quét, sạt lở, lũ ống, vòi rồng, động đất, sóng thần liên tục xảy ra, thì người đứng đầu Trung Quốc lại không hề quan tâm tới việc cứu hộ, cứu trợ, giúp cho người dân. Ông ta vẫn ung dung tự tại đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Đây chính là tội lỗi vô cùng to lớn mà ông Tập đã gây ra. Hành động thiếu tính người và thiếu tính nhân đạo kể trên đã làm cho trời không dung đất không tha, cho nên Đức Chúa Trời và Mẹ Thiên Nhiên đã cho vẫn tiếp tục nổi giận để trừng phạt Trung Quốc thay cho thế giới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mực nước tại 301 con sông lớn bé của Trung Quốc chưa bao giờ có mực nước dâng cao như hiện nay. Mưa to trong vòng 45 ngày qua đã làm cho lũ ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp và những con sông lớn như sông Trường Giang, sông Mekong và sông Hoàng Hà liên tục đổ về vùng hạ lưu các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, làm cho những nơi đây đã ngập lụt rồi nay lại còn thê thảm hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, một điều đen tối đang xảy ra với cả Trung Quốc khi lượng mưa được dự báo là vẫn tiếp tục tăng cao trong một vài ngày tới, chưa có dấu hiệu nào cho thấy giảm nhiệt. Chính vì vậy mà Trung tâm Phòng chống đê điều và Cứu trợ Cứu nạn Trung ương Trung Quốc cảnh báo các cơ quan, ban ngành và toàn bộ người dân của Trung Quốc tiếp tục đề phòng cảnh giác cao độ ở mức cao nhất, tập trung nguồn lực 100% đề phòng lũ lụt, lũ quét, nhất là thời tiết cực đoan như động đất, sóng thần và vòi rồng, bởi trong những ngày tới dự báo sẽ là khủng khiếp hơn rất nhiều, mức độ ngày càng dày đặc hơn và ngày càng lớn hơn. Vì vậy, các con sông, các tuyến đê bao và những con đập thủy điện của Trung Quốc hiện đang quá tải. Theo Tổ chức Bảo vệ Đê điều và Sông Ngòi trên thế giới cho biết, Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã lợi dụng vào các con sông để xây dựng hàng loạt các đập thủy điện, nên bây giờ họ đã phải trả giá. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đã bắn vào Mẹ Thiên Nhiên một viên đạn thì ngay lập tức đã bị ông trời thả lại cho Trung Quốc một quả bom nguyên tử. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những gì mà Trung Quốc đã gây ra, cũng như cho các nước khác hãy nâng cao tinh thần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên biển, tích cực tham gia các dự án trồng rừng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chỉ có như vậy chúng ta mới được thiên nhiên ban tặng cho không khí trong lành và cuộc sống tươi đẹp, bằng không sẽ bị Mẹ Thiên Nhiên nổi dậy trừng phạt như một cách mà Trung Quốc đang phải chứng chịu. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua cho biết, vào lúc 19:50, một bản tin dự báo thời tiết và tình hình mưa bão đã phát đi một video cảnh báo được cho là thời tiết cực xấu đối với cả phía Trung Quốc. Trong những ngày vừa qua, những hình ảnh và những video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, mực nước tại các con sông, các tuyến đê và các con đập tại thời điểm này ở Trung Quốc đang chạm tới mức đại hồng thủy năm 1998. Và đây là một cột mốc vừa đánh dấu thiên tai đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập cũng như chính quyền Trung Quốc. Trận đại hồng thủy năm 1998 được cho là mạnh nhất trong lịch sử của Trung Quốc, 1.000 năm mới có một lần, nhưng trận lũ quét, sạt lở, sóng thần vào dòng năm nay 2023 còn được cho là mạnh hơn và dữ dội hơn rất nhiều. Trận đại hồng thủy năm đó, đài truyền hình Trung Quốc Trung Quốc cho biết, mưa ròng rã suốt 45 ngày vừa qua đã làm cho mực nước trên các con sông Dương Tử, Hoàng Hà, sông Mekong, ba con sông lớn nhất của Trung Quốc vượt mức cảnh báo đỏ tới 3 mét và vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong đại hồng thủy năm 1998. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc bởi vì nó đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp và những con đập lớn bé của Trung Quốc cũng như các tuyến đê bao. Nhiều khả năng trong một vài ngày tới,
những tuyến đê bao tại các con sông nói trên thì khả năng bị vỡ và rất cao. Ngày hôm qua, một con đê thuộc nhánh sông Dương Tử đã bị vỡ, làm cho 9 triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn ngay trong đêm. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post cho biết, hiện mực nước tại các con sông lớn bé của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 40 mét và đây chính là một mức nước cao nhất trong lịch sử, vượt qua trận đại hồng thủy năm 1998. Được biết, trận đại hồng thủy năm đó đã cướp đi hơn 30.000 sinh mạng của Trung Quốc và trận lịch sử năm đó đã được đưa vào danh sách lịch sử của Trung Quốc. Trong tương lai, lịch sử của Trung Quốc sẽ còn nhắc lại rất nhiều những trận mưa lớn, bão tố, phong ba, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần và vòi rồng năm 2023 và đại dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán đầu năm 2020 cũng sẽ được ghi nhận trong sách lịch sử của Trung Quốc. Theo những trang tin của Trung Quốc cho biết, mưa to trong những ngày tới sẽ ập tới chính quyền của Trung Quốc, gây ra ngập lụt ở một số tỉnh thành và nhiều tuyến đê bao. Điều đó gây ra mối nguy hiểm cho con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc đang bị đe dọa trầm trọng. Trước tình hình này, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc hôm qua đã ra một thông báo khẩn cấp cho di tản ngay lập tức 109.000 người dân của Trung Quốc lên vùng cao để tránh lũ. Ngoài ra, họ còn nhờ cậy phía Việt Nam mở cửa biên giới để cho sang trú ẩn. Hiện đã có 15 triệu người Trung Quốc chạy sang biên giới của nước Lào. Tuy nhiên, các cửa khẩu của biên giới nào cũng đang đóng cửa then cài, họ không cho người Trung Quốc tràn vào bởi vì dịch bệnh COVID-19 như họ không tin tưởng vào những người Trung Quốc trước khi tràn sang nước Lào, nguy cơ mất an toàn an ninh xảy ra cho đất nước họ. Vì thế các cửa biên giới của nước Lào cũng đang được đóng chặt. Có thể nói rằng mưa lũ ở Trung Quốc đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, nó còn ngang ngửa với cả đại dịch COVID-19. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra một vài ngày tới, đặc biệt là vào cuối tháng này và đầu tháng sau. Trước đó, giám đốc con đập Tam Hiệp, ông Lê Tông đã cho biết cảnh báo lũ tại 4 thành phố gần đây lên mức báo động cao nhất. Cơ quan phòng chống và thiên tai dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, thời tiết cực đoan được dự báo sẽ tiếp tục tấn công bởi 13 khu vực, trong đó có các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và tỉnh Chiết Giang, 4 thành phố nâng mức cảnh báo lũ lụt ở hạ nguồn con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới nằm cách sông Trường Giang không xa. Cụ thể, tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức cảnh báo lên cấp 4, tức là cảnh báo cao nhất. Còn lại phía Đông Ngại, tỉnh An Huy, chính quyền địa phương của nhà nước này đã ra một cảnh báo cao độ cho người dân, họ nên ở trong nhà hoặc chạy sang các vùng lân cận để tránh trú. Ở tỉnh Giang Tây, chính quyền đã nâng mức cảnh báo lũ cao từ cấp 2 lên cấp 4. Tại tỉnh Chiết Giang, phía đông của Trung Quốc, giới chức địa phương cũng đưa ra mức ứng phó khẩn cấp cao nhất. Tại cửa sông Tiền Đường đang có những cơn sóng hung dữ lên đến 10 mét, được cho là lũ ống, lũ quét và sạt lở đang dồn dập về nơi đây. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên Trung Quốc ngày hôm qua đã yêu cầu các địa phương nằm trong khu vực sông Hoàng Hà khẩn cấp tổ chức lực lượng chống lũ và sẵn sàng ứng phó kịp thời. Theo Ban Quản lý Đê điều cũng như là Trung tâm Phòng chống động đất sóng thần lũ quét sạt lở của Mỹ và Nga và Nhật cho biết, sông Dương Tử là con sông lớn nhất Trung Quốc, điều này ai cũng biết, và con sông lớn thứ hai của Trung Quốc mang tên Hoàng Hà. Chắc chắn quý vị đã từng nghe tin, nhưng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc thì rất ít bạn quan tâm. Đến hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc mang tên là Hoài Hà, rất giống với con sông Hoàng Hà, cho nên người ta hay nhầm tưởng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc mang tên Hoài Hà với chiều dài 1.000 km cùng lưu vực rộng hơn 170.000 km2, được dự báo là sẽ có lũ lớn trong một vài ngày tới. Theo đó, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ trút xuống các tỉnh phía đông nam như An Huy, Giang Tô. Từ ngày mai đến đầu tháng tới, lượng nước mưa được cho là có thể lên tới 200-500mm, gây ra nguy cơ lũ lụt trên diện rộng. Cơ quan này cho biết mực nước tại thượng nguồn sông Hoàng Hà có thể lên mức cảnh báo báo động đỏ, trong khi các con sông khác cũng đang ở mức cảnh báo cao nhất. Trong nguy cơ này, Bộ Tài nguyên của Trung Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương phải thường xuyên kiểm tra đê, đồng thời hướng dẫn nước lũ vào các hồ chứa sông hài hòa một cách tốt nhất để giảm bớt áp lực. Trước đó, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát đi một cảnh báo nói rằng lưu vực sông Hoàng Hà đang bị đe dọa trầm trọng bởi một con đê của sông Dương Tử bị vỡ, nước của nó đang tràn qua sông Hoàng Hà, làm cho tất cả các con đê bao ở đây đang có nguy cơ vỡ trầm trọng. Và tất cả những diễn biến liên quan tình hình trên, chúng tôi sẽ cập nhật cho gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tượng chuông góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!